Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp biên tập viên thời tiết Hương Liên để cập nhật về những diễn biến mưa dông chiều nay ở Nam Bộ. Xin mời chị Hương Liên ạ. Cảm ơn Mạnh Cường. Thưa quý vị khán giả, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa dông dồn dập gây ngập úng cục bộ ở đường Phú Thuận, quận 7. Dự báo chiều đến tối mai, thành phố Hồ Chí Minh cũng như Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở diện rải rác. Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Ở chung cư hay nhà cao tầng có nhiều chậu hoa treo ngoài ban công, rất dễ bị rơi vỡ khi mà trời nổi dông gió gây sát thương, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của chúng ta. Vì thế, quý vị nên kiểm tra lại các chậu hoa ở ngoài ban công nhà mình và cố định lại để đảm bảo an toàn. Còn trong đêm nay, thành phố Hồ Chí Minh mưa vài nơi, trưa mai có nắng, đến chiều thì mưa dông sẽ quay trở lại. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 26 độ và cao nhất trưa mai khoảng 33 độ. Với thủ đô Hà Nội, dự báo đêm nay tạnh giáo, nhiệt độ thấp nhất là 28 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.